sống của mẹ. Một thúng gánh hàng, một thúng mẹ gánh con. Ngày nắng đêm mưa đi khắp các lối mòn. Tiếng sau của mẹ thay lời số con ngủ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhận được tấm bằng đại học vinh quang. Mẹ đứng nép bên hàng mẹ bật công, suốt ngày mười mấy năm gì con có nhọc, cho đó hôm nay dài áo mẹ chưa lành. Vào lòng mà nghe.